Chào các bạn, hôm nay Hang Thời Gian sẽ kể cho các bạn nghe về thần thoại Ai Cập. Mình sẽ giải thích chi tiết về các vị thần được nhắc đến trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại. Các bạn yêu thích những câu chuyện thần thoại, sử thi, kỳ bí, khám phá bí ẩn, nhớ đăng ký kênh để khám phá nhé. Chúng ta bắt đầu câu chuyện nào. Theo truyền thuyết, vị thần sinh ra tất cả các vị thần chính là thần mặt trời, Ra. Thần mặt trời có rất nhiều tên gọi như Holati, Khepri, Ra hoặc Amura. Nhưng tên thật của ông chỉ có cô con gái là nữ thần pháp thuật Isis biết. Nếu như có người nói ra tên thật của ông, thế giới sẽ bị hủy diệt. Bạn có thể hiểu tạm, tên của thần mặt trời chính là khởi nguồn của vũ trụ. Nhờ có cái tên thần bí này, thần mặt trời có được nguồn sức mạnh vô tận để sáng tạo ra thế giới. Cái tên này không chỉ giúp ông tạo ra tất cả sinh mệnh mà còn có năng lực hủy diệt mọi sinh linh. Con gái của ông, nữ thần pháp thuật Isis đã dùng mưu kế để lấy được tên thật của ông và trở thành vị thần có sức mạnh vô cùng vào lúc đó, thậm chí còn uy hiếp vị trí của thần mặt trời Ra. Vào thời Ai Cập sơ khai hỗn loạn, khi thần mặt trời còn chưa tạo ra thế giới, toàn Ai Cập vẫn còn chìm ngập trong biển nước. Lúc ấy trên thế giới chỉ có vị thần có tên là Nun. Chính là vị thần cùng nước nguyên thủy hay vực thẳm. Nun hoàn toàn trống rỗng, không có suy nghĩ, không có tình cảm, nhưng lại vẫn tồn tại như một vật thể. Không có ai biết được hình dáng thật sự của thần Nun là gì, vừa là nam, vừa là nữ. Nhưng cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Nun đều là khởi nguồn của sinh mệnh. Cũng có ghi chép lại Nun chính là nữ thần sông Nil sau khi thần mặt trời Ra tạo ra thế giới. Trước khi thần Ra hiện thân, sự tồn tại của Nun không có ý nghĩa gì cả. Cho đến một ngày, ánh sáng xuất hiện trong vũ trụ hỗn độn. Thần Ra nhận được tên thật. Sự ra đời của Ra không hề được báo trước, cứ như ông vốn đã ở đó từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi đó, cũng có nghĩa là ông chưa từng xuất hiện. Sau khi thần Ra xuất hiện hắc xì một cái, sinh ra vị thần nguyên thủy Su, thần gió. Nhổ bãi nước bọt sinh ra nữ thần Tép Nút, nữ thần ẩm ướt và những cơn mưa. Ra hạ lệnh cho hai vị thần đi tìm kiếm xung quanh biển nước mênh mông vô tận. Còn ông tiếp tục tạo ra năng lực cảm nhận và các nguyên tố thủ sơ khai. Điều đặc biệt là cách thần Ra tạo ra vạn vật không phải là xây dựng nên mà dùng phương thức triệu hồi, cứ như thế giới này vốn đã sẵn có những vật đó, chỉ chờ được gọi là xuất hiện. Ra tiếp tục tạo ra vị thần của sự hài hòa trong lòng biển cả. Sau khi vị thần này ra đời, vạn vật bắt đầu có quy luật. Thần hài hòa giúp thần Ra xây dựng tất cả trình tự của vạn vật. Chính vào lúc thần Ra thấy mình đã tạo ra tạm đủ các vị thần, ông liền móc một bên mắt ra, biến nó thành nữ thần Hathor. Ông ra lệnh cho Hathor đi tìm thần Su và thần Tép Nút được sinh ra từ nước mũi và nước bọt của ông trở về. Kết quả khi nữ thần Hathor hoàn thành nhiệm vụ trở về liền nhìn thấy con mắt đã mất của ông mọc lại. Điều này khiến cho nữ thần Hathor bị tổn thương, nước mắt đầm đìa rơi xuống sinh ra con người đầu tiên. Thần Ra nhìn thấy Hathor khóc chỉ còn biết đặt nàng vào giữa trán. Lúc này Hathor liền biến thành hình một con rắn hổ mang nằm ngay ở trên đầu của thần Ra. Còn thần Su và Tép Nút trong khi thần Ra tạo ra thế giới cũng đã tự mình sinh ra thần đất chép và thần bầu trời Nút. Hai vị thần này yêu nhau say đắm, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau sinh ra những vì sao trên bầu trời. Nhưng lúc này cha của họ là thần gió đã trách phạt họ vì tình yêu đó đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của vạn vật, nên thần Su đã chia cắt mặt đất và bầu trời, khiến cho họ không còn khả năng sinh đẻ nữa. Nhưng việc này đã bị thần Thông Thái Thốt nhìn thấy. Thần Thốt thương xót cho tình yêu của cặp đôi nên đã dùng trí thông minh của mình đổi lấy 5 ngày cho họ. Trong thời gian này họ có thể thoải mái sinh bao nhiêu con tùy thích. Thế là chỉ trong 5 ngày, thần mặt đất và thần bầu trời bên nhau không rời sinh được 4 vị thần là thần cai quản âm phủ Osiris, nữ thần các bà mẹ và pháp thuật Isis, thần chiến tranh Se, nữ thần bảo hộ và sa mạc Nephthi. Lúc này chính vị thần tối cao của Ai Cập, bộ chính vĩ đại của Helipoli, đã có mặt đầy đủ. Đây chính là chính vị thần cao nhất trong hệ thống thần linh Ai Cập, là những vị thần tạo ra lịch sử huy hoàng của Ai Cập. Tổng kết lại gồm có 1. Thần mặt trời, Ra. 2. Thần gió, Su. 3. Nữ thần ẩm ướt và những cơn mưa, Tép Nút. 4. Thần mặt đất, Khep. 5. Nữ thần bầu trời, Nút. 6. Thần cai quản âm phủ, Osiris. 7. Nữ thần các bà mẹ và pháp thuật, Isis. 8. Thần chiến tranh, Set. 9. Nữ thần bảo hộ và sa mạc, Nephthi. Ở phần sau mình sẽ nói chi tiết hơn về chính vị thần này. Như vậy câu chuyện về thần Ra sáng tạo ra thế giới vạn vật hiểu đơn giản là như vậy. Cũng giống như thần thoại các nước khác, sau khi vị thần sáng tạo ra thế giới xong việc liền biến mất, nên không có ghi chép cụ thể nào về vị thần nguyên thủy này. Còn thần Ra sau khi tạo ra thế giới, cũng không phải là được nghỉ ngơi mà ông bắt đầu bước vào trường kỳ bảo vệ thế giới này. Chính bởi lúc này, kẻ địch của thần mặt trời Ra đã xuất hiện. Khi thần Ra nhận tên của mình và bắt đầu tạo ra thế giới, trong đại hồng thủy đồng thời sinh ra một nhân vật có tên là Apep, rắn quỷ khổng lồ, được miêu tả giống như trong thần thoại Cthulhu. Apep cai trị bóng đêm và sự hỗn loạn của Ai Cập. Nó không có suy nghĩ, cũng không thần phục bất kỳ ai, cũng không cần loài người kính trọng quỳ lạy. Nó tồn tại như hóa thân của cái chết và bóng tối vĩnh hằng. Thế giới trật tự mà thần Ra tạo ra khiến cho một kẻ thích hỗn loạn cảm thấy vô cùng khó chịu, nên nó tìm mọi cách để nuốt chửng thế giới mà thần Ra tạo nên.
Không phải là Apep muốn đối địch hay tranh giành cái gì với thần ra, mà chỉ vì sự tồn tại của nó chính là để gây rối và làm hỗn loạn mọi vật, đem mọi thứ nhấn chìm trong bóng tối. Chính vì điểm này, thần ra cảm thấy vô cùng đau đầu. Mỗi khi trời vào thời điểm chạng vạng tối, Apep sẽ nuốt chửng thần mặt trời ra vào bụng, nhưng nhờ thần ra chiến đấu không ngừng, cứ mỗi khi đến thời điểm trời sáng, Apep sẽ lại nhả thần mặt trời ra. Đương nhiên thần ra không chiến đấu một mình, ông còn được các con và các cháu của mình hỗ trợ, như thần chiến tranh Xét đã giúp thần ra đánh bại Apep khi nó nuốt thần mặt trời vào bụng. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện về từng vị thần trong thần thoại Ai Cập. Đầu tiên là thần mặt trời Ra. Mình sẽ giải thích bằng game vua trò chơi để các bạn dễ hiểu hơn. Trong game, thần Ra được mô tả có 3 hình dạng kèm theo nguồn gốc của nó. Thứ nhất là hình quả trứng. Đây là hình dạng do người không biết tiếng Ai Cập gọi ra, là một hình dạng không hoàn chỉnh của Ra, có thể coi như hình ảnh mặt trời vừa mọc lên. Thứ hai, hình dạng rồng. Thẻ bài này phải dùng 3 vật tế mới có thể gọi ra được, có thể coi như hình ảnh mặt trời rực rỡ lúc ban trưa, là thẻ bài mạnh nhất. Thứ ba, chim bất tử dành cho cải tử hoàn sinh, được gọi ra trong trường hợp đặc biệt, phải hiến tế 1.000 sinh mệnh mới có thể gọi được chim bất tử. Chim bất tử này được xây dựng chính từ thần mặt trời Ra trong thần thoại Ai Cập, mỗi ngày đều bị rắn khổng lồ nuốt chửng mà chết, nhưng sau đó lại hóa thân biến thành một hình dạng khác xuất hiện vào sáng ngày hôm sau. Ba hình dạng kể trên đều dựa vào hình dạng của thần Ra được miêu tả trong thần thoại Ai Cập. Theo ghi chép, thần Ra có rất nhiều hình dạng, giống như mặt trời mỗi ngày đều không giống nhau. Ông được mô tả có 6 hình dạng chính. Một là hình quả cầu tròn. Trong cuốn sách của người chết, thần mặt trời thường được vẽ là một hình tròn, đây là ký hiệu vừa đơn giản lại dễ hình dung nhất về thần Ra, giống như mặt trời đang mọc lên. Hai là hình con bọ hung, loài bọ này có thói quen cuộn phân thành cục hình tròn rồi đẻ trứng vào đó. Trứng nở ra, bọ hung lại tiếp tục co phân, cứ lặp lại vòng tuần hoàn như vậy. Người Ai Cập quan sát thấy vòng quy luật này liền thấy giống với mặt trời, vòng tuần hoàn sinh ra rồi chết đi rồi lại sinh ra. Dưới hình dạng bọ hung, thần mặt trời có tên là Khepri, nghĩa là khả năng tái sinh vĩnh viễn. Khepri thường xuất hiện là con bọ hung hoặc thân người đầu bọ hung. Ba là Khum, vị thần đầu dê tượng trưng cho linh hồn bất diệt. Trong thần thoại Ai Cập, Khum là biểu tượng cho linh hồn của thần Ra. Khi thần mặt trời kết thúc cuộc hành trình mỗi ngày, mặt đất lại quay về với bóng tối bao phủ. Thần Ra trên chiếc thuyền mặt trời sẽ trôi qua thế giới người chết hỗn loạn và tăm tối. Lúc này thần sẽ biến mình thành vị thần đầu dê Khum. Đây là một trong số hình dạng ông sử dụng khi tạo ra thế giới, vì có sức mạnh kiến tạo mọi vật. Khum điều khiển nguồn nước của sông hồ và những mạch nước ngầm. Những đợt lũ hàng năm của sông Ninh mang theo nước, phù sa và bùn đen, mang lại sự màu mỡ cho đồng ruộng. Bốn là Holati, vị thần đầu chim ưng, chính là mặt trời rực rỡ ban trưa, chính là lúc thần mặt trời Ra mạnh nhất. Holati rất hiếu chiến, cũng là hình dạng mạnh nhất của thần Ra. Nếu ai dám đến gần thần Ra trong hình dạng này, sẽ bị sức nóng của thần mặt trời thiêu đốt thành tro bụi. Nhưng điều đáng nói là hình dạng này nhìn rất giống với thần Horus. Đây có lẽ là lý do tại sao trong các trận chiến với rắn khổng lồ, ông đã nhiều lần cứu mạng thần Horus. Hình dạng thứ năm của thần Ra là Aten, có vẻ ngoài rất bình thường, chỉ là một trái cầu phát sáng được đỡ bởi đôi tay người. Của ban đầu, Aten chỉ được thờ cúng trong phạm vi nhỏ. Chỉ đến thời Pharaon Akhenaton, từ năm 1352 đến 1336 trước công nguyên, mới trở thành vị thần chính thức được sùng bái và trở thành biểu tượng của thần mặt trời Ra. Hình dạng cuối cùng, được coi là vua của các vị thần chính là Amun-Ra. Là hóa thân khi ông xuất hiện trước các vị thần khác. Ông hiện thân với vẻ ngoài tuyệt đẹp, đội một chiếc mũ miệng có gắn lông dài trên đầu. Khi Ra xuất hiện dưới hình dạng Amun-Ra, tất cả mọi vật đều phải quỳ lạy, không ai có thể kháng cự lại uy quyền vương giả toát ra từ người ông. Tất cả mọi người đều thần phục, giống như khi khát thì phải uống nước, khi đau khổ thì phải khóc. Amun-Ra được dân Ai Cập coi như là cha của Pharaon. Tuy được mô tả vô cùng cao quý và được dân kính trọng, nhưng lại không có ghi chép gì về năng lực và sức mạnh khi ông là Amun-Ra. Thực ra người Ai Cập chưa ai từng nhìn thấy hình dạng thật sự của thần mặt trời Ra. Trong thần thoại, có một câu chuyện là con trai của thần Ra, thần mặt trăng Khonsu đã từng yêu cầu thần Ra hiện thân dưới hình dạng thật sự của mình. Thần Ra không nỡ từ chối con trai nên đã đội đầu dê và choàng da dê lên người hiện thực. Kết quả thần mặt trăng đã hiểu nhầm nên Ra mới có hình dạng thứ ba là mình người đầu dê, Khum. Các thần thoại cổ xưa đều có điểm giống nhau là các vị thần sau khi tạo ra thế giới thì đời thứ hai của các vị thần chắc chắn sẽ xảy ra những cuộc chiến tranh giành quyền lực. Thần thoại Hy Lạp, thần Cronus đã đoạt quyền từ cha mình là Uranus. Tiếp đó là thần Zeus lật đổ cha mình lên ngôi. Trong kinh thánh Heber, Do Thái, thượng đế mất 7 ngày để tạo ra thế giới và rất nhiều thiên sứ. Trong đó vị thiên sứ mạnh nhất Lucifer muốn phản kháng lật đổ ông nhưng thất bại, sau đó trở thành chủ nhân địa ngục, quỷ Satan. Còn thần thoại Nhật Bản, Amaterasu sợ chính em trai mình là Susanoo cướp mất Cao Thiên Nguyên, nhân lúc Susanoo đến Cao Thiên Nguyên thăm hỏi, đã xuất quân đón đầu uy hiếp, may mắn sau đó hai bên đạt được thỏa thuận mới không xảy ra đại chiến. Thần thoại Ai Cập cũng không tránh được cuộc chiến tranh giành quyền lực này. Người dẫn đến cuộc chiến này khởi nguồn từ thần âm phủ Osiris và em trai của ông là thần chiến tranh Xét. Trong chính vị thần tối cao của Ai Cập, thần Ra là mặt trời có nhiệm vụ bảo vệ thế giới, thần gió, Su và nữ thần ẩm ướt và những cơn mưa, ép nút vui chơi khắp đất trời. Thần mặt đất, ép và nữ thần bầu trời, nút đã phân chia cai quản bầu trời và mặt đất.
năm vị thần này tạo nên sự tồn tại của những hiện tượng siêu nhiên trên thế giới, không tham gia vào cuộc chiến quyền lực. Nhưng còn bốn vị là anh em ruột này thì khác. Vị thần của cõi người chết, Osiris, con trai cả trở thành vị pharaoh đầu tiên, nắm quyền toàn Ai Cập. Osiris đã cưới em gái ruột là nữ thần pháp thuật Isis. Thần chiến tranh Seth bởi vì là em nên chỉ được làm chủ vùng sa mạc Khô Cằn. Seth lấy em gái ruột là nữ thần bảo hộ và sa mạc, Nephi làm vợ. Nhưng Seth rất bức tức vì cảm thấy bất công, tại sao chỉ vì làm em mà ông phải về nơi khỉ ho cò gáy không sinh vật nào sống nổi, còn Osiris lại được cai quản vùng đất trù phú màu mỡ có dòng sông Nil chảy qua. Không cam chịu bị sắp đặt và muốn thay đổi vận mệnh, Seth đã giết Osiris để giành quyền thống trị Ai Cập. Seth đã sai người làm một chiếc quan tài có kích thước vừa với Osiris. Người Ai Cập cổ rất coi trọng cuộc sống sau khi chết, nên chiếc quan tài này có giá trị ngang bằng với vương miện của pharaoh. Seth cùng 72 người hầu cận tổ chức một bữa tiệc vô cùng hào hoa để mời anh trai Osiris đến. Trong bữa tiệc, Seth nói với mọi người, ai nằm vừa chiếc quan tài này thì nó thuộc về người đó. Tất cả mọi người đều thử nhưng không ai vừa. Chỉ đến khi Osiris nằm vào thì vừa khít, nên Seth đã thực hiện lời hứa của mình, tặng nó cho thần Osiris. Seth nhanh tay đóng nắp quan tài lại khi Osiris vẫn nằm trong đó, rồi phong ấn quan tài lại, thả trôi xuống sóng Nil. Thế là vị pharaoh đầu tiên của Ai Cập đã về cõi người chết. Seth chiếm ngôi của Osiris, trở thành vị pharaoh thứ hai của Ai Cập. Khi vợ của Osiris là nữ thần pháp thuật Isis biết tin thì hoàn toàn sụp đổ. Cả thế giới này chỉ có duy nhất Isis biết được tên thật của thần mặt trời ra và có được sức mạnh vô địch. Isis đã dùng phép thuật mạnh nhất trục vớt được quan tài chìm trong lòng sông Nil, nhưng Osiris đã chết từ lâu. Isis muốn hồi sinh cho Osiris nhưng bị Seth phát hiện. Seth tìm được nữ thần và chặt Osiris thành 14 mảnh đem giấu rải rác ở khắp Ai Cập. Lúc này Isis không còn cách nào khác, chỉ còn cách cầu xin em gái, chính là vợ của Seth, nữ thần Nephi tìm kiếm 14 mảnh xác của Osiris. Nhưng họ chỉ tìm được 13 mảnh, còn mảnh quan trọng cuối cùng, chính là bộ phận sinh dục của Osiris thì đã bị cá ăn mất. Tuy thiếu bộ phận sinh dục nhưng không ảnh hưởng đến việc hồi sinh của Osiris. Isis đã bôi dầu thơm lên xác của Osiris. Ông trở thành xác ướp đầu tiên của Ai Cập. Theo như truyền thuyết, xác ướp được phù phép đã sống lại. Dù không còn bộ phận sinh dục, nhưng Isis đã kết hợp sức mạnh của Osiris lại thai nghén ra một đứa con. Còn Osiris hiền lành không muốn tranh giành với em trai ruột của mình, hoặc có thể do đã lượn một vòng trong thế giới người chết, cảm thấy chỗ này mới thực sự phù hợp với mình, nên ông đã lựa chọn trở thành chủ nhân của thế giới người chết. Còn nữ thần Isis sợ Seth sẽ truy sát nên đã triệu hồi 7 con bọ cạp độc bảo vệ mình trốn chạy. Lúc trốn chạy có một người phụ nữ vô lễ với Isis nên một con bọ cạp đã làm con trai bà ta bị thương. Vì thương đứa trẻ nên Isis đã dùng phép thuật cứu đứa bé. Nhưng lúc Isis sinh con vì quá đau đớn, bọ cạp độc tưởng rằng con của Isis đang làm hại chính bà nên đã cắn đứa bé vừa được Isis sinh ra. Lúc này Isis quá yếu không thể dùng phép thuật cứu con mình. Trời ra nhìn thấy tất cả, ông liền sai thần mặt trăng Khôn Su xuống Ai Cập để cứu lấy cháu mình. Đứa bé ấy chính là Horus, vị thần của bầu trời. Horus sau khi trưởng thành liền quay về đòi lại ngôi vị pharaoh mà Seth đã cướp mất. Vì vậy Horus và Seth đã đấu với nhau rất nhiều lần. Mặc dù thần chiến tranh Seth được coi là mạnh nhất, nhưng Horus mang huyết thống của hai vị thần tối cao là Osiris và Isis, lại trẻ tuổi cường tráng hơn nên đánh bất phân thắng bại với Seth. Không đánh thắng được Horus, Seth liền nghĩ ra rất nhiều trò. Một ngày Seth nhân lúc Horus đang ngủ cướp lấy mắt của Horus. Là vị thần bầu trời, đôi mắt chính là mặt trời và mặt trăng, cội nguồn sức mạnh của Horus. Nhưng được mẹ Isis chữa trị, Horus lấy lại được ánh sáng. Seth lại nghĩ ra cách khác, vào đêm mùng 1, khi mặt trời đã biến mất và mặt trăng chưa xuất hiện. Chính vì đôi mắt của Horus chính là mặt trời và mặt trăng, nên thời điểm này không khác gì ông bị mù. Seth định làm trò bẩn thỉu với chính cháu trai mình, nhưng vào hôm sau lại nói với các vị thần, Horus đã tự nguyện làm trò đó với mình, nên không có tư cách kế thừa ngôi vị pharaoh. Các vị thần không tin lời Seth, cuối cùng cuộc chiến giữa Horus và Seth đánh mất 80 năm. Mãi đến khi Horus cắt mất bộ phận sinh dục của Seth làm ông mất khả năng sinh con, cuộc chiến này mới dừng lại. Horus trở thành vị pharaoh đời thứ hai của Ai Cập, được mọi người tôn sùng là hóa thân của thần mặt trời ra. Câu chuyện Osiris chết rồi lại hồi sinh chính là điểm trọng yếu của thần thoại Ai Cập, bởi Osiris là vị pharaoh đời thứ nhất. Tiếp sau đó trong lịch sử các đời pharaoh Ai Cập đều học theo cách hồi sinh của Osiris. Người Ai Cập tin rằng chỉ cần giữ gìn được thân xác, linh hồn sẽ thông qua thể xác quay về trần thế. Sự hồi sinh của Osiris đã khiến cho những pharaoh đời sau đều mong ước hướng về thế giới người chết. Cuộc đời của pharaoh chỉ là sự chuẩn bị để sang thế giới bên kia. Vì để hồi sinh thành công, pharaoh sau khi chết sẽ ướp xác mình, rồi được đặt vào một chiếc quan tài khắc hình dạng giống như Osiris. Sau đó sai người xây dựng kim tự tháp to lớn, hy vọng ánh sáng mặt trời của thần ra sẽ chiếu rọi đến mình. Trên quan tài sẽ khắc đôi mắt của thần Horus để nhìn thấy được mọi việc khắp thế gian. Sau khi pharaoh chết, đôi mắt của Horus sẽ dẫn đường cho họ để không lạc đường khi đi xuống thế giới người chết. Câu chuyện của thần Osiris đã trực tiếp ảnh hưởng đến góc nhìn và tín ngưỡng của người Ai Cập về thế giới, khiến tất cả pharaoh của Ai Cập đều tin rằng người chết sẽ hồi sinh sau khi chết. Nếu không có câu chuyện về Osiris, chúng ta ngày nay đã không có kim tự tháp. Trong các câu chuyện thần thoại, có lúc nữ thần sẽ có sức mạnh vượt trội hơn so với các nam thần.
Trong thần thoại Hy Lạp, thần Zeus cưới bà vợ thứ bảy là nữ thần Hera thì không cưới được thêm bà vợ nào khác nữa, mà thậm chí còn bị Hera lấn át. Dưới sự kìm kẹp của Hera, thần Zeus chỉ đành vụng trộm đi cặp bồ. Nếu bị Hera bắt được, thần Zeus chỉ bỏ chạy, thậm chí còn biến tình nhân thành con bò cái. Vậy mới thấy nữ thần Hera không chỉ có thủ đoạn kiềm chế được thần Zeus mà còn có sức mạnh khống chế được vị thần mạnh nhất. Trong thần thoại Bắc Âu, tình nhân của thần Loki sinh ra ba đứa con quái vật là sói Fenrir, rắn khổng lồ Jormungand và tử thần Hel. Ba người này về sau chính là lực lượng chính đánh bại các vị thần, hủy diệt thần thoại Bắc Âu. Còn thần thoại Nhật Bản thì không còn gì để nói, vị thần sinh ra những vị thần Nhật Bản là Izanagi sau khi trở mặt với nữ thần Izanami thì chỉ suốt ngày chịu số phận bị đánh đuổi, còn nữ thần mặt trời Amaterasu là người đứng đầu cao thiên nguyên, thống trị toàn bộ thần thoại Nhật Bản. Vậy mới thấy các vị nữ thần của chúng ta có lẽ mới thực sự là người có sức mạnh nhất trong thần thoại các nước. Về điểm này, thần thoại Ai Cập cũng không ngoại lệ. Trong thời đại của Osiris có ba vị nữ thần nổi bật nhất là ba bà vợ của những vị nam thần rất nổi tiếng. Một là vợ của thần Osiris, nữ thần pháp thuật Isis. Hai là vợ của thần chiến tranh Set, nữ thần bảo hộ và sa mạc Nephthys. Ba là vợ của thần bầu trời Horus, nữ thần tình yêu Hathor. Trong đó nữ thần pháp thuật Isis là mạnh nhất. Có thể nói ngang hàng sức mạnh với thần mặt trời Ra, thậm chí bà còn có sức mạnh cải tử hoàn sinh. Trong thần thoại Ai Cập có một quy tắc quan trọng, đó là chỉ cần biết được tên thật của thần hoặc tinh linh thì sẽ có thể thao túng được sức mạnh của họ. Tên thật trở thành một điểm quan trọng trong việc thực thi các loại phép thuật của Ai Cập. Tên thật của các vị thần Ai Cập vô cùng có sức mạnh. Trong đó tên thật của thần mặt trời Ra chính là năng lượng cội nguồn của vũ trụ. Nhưng Isis lại nắm giữ được tên thật này, nhưng vì là hậu duệ của thần Ra nên bà không thể làm hại ông. Chỉ có chính bản thân Ra mới có thể làm tổn thương chính mình. Isis cậy mình có sức mạnh phép thuật, lợi dụng lấy được nước bọt của thần Ra rồi chế tạo ra một con rắn độc, chỉ một phát cắn đau đớn vô cùng. Isis thả con rắn này trên đường ngày nào thần Ra cũng đi qua. Một ngày nhân lúc thần Ra không để ý, nó đã cắn thần một phát. Nọc độc rắn bình thường không thể làm gì được thần Ra, nhưng đây chính là bản thân ông vì con rắn được tạo ra từ nước bọt của thần Ra. Thần liền hôn mê bất tỉnh, thế giới chìm trong bóng đêm tăm tối. Các vị thần không thể cứu được ông, nên đã mời nữ thần pháp thuật Isis đến giúp đỡ tẩy nọc rắn cho ông. Isis nhân cơ hội này ép ông phải nói tên thật cho bà biết. Mặc dù bản thân không muốn nhưng thần Ra không còn cách nào khác. Cuối cùng Isis cứu được ông và cũng thành công có được nguồn sức mạnh khổng lồ sánh ngang cùng thần Ra. Dựa vào tên thật của thần Ra, nữ thần Isis có thể sử dụng được sức mạnh của cội nguồn vũ trụ, trở thành vị thần mạnh nhất trong các vị thần linh. Dù có được sức mạnh to lớn, nhưng khi chồng bà là thần Osiris bị phân thây thành 14 mảnh và bị vứt khắp Ai Cập, bà vẫn không thể làm gì được. Lúc này mới đến vai của vị nữ thần thứ hai, Nephthys. Bà là nữ thần bảo hộ và sa mạc, có sức mạnh tìm được bất kỳ cơ thể đã chết. Bà còn là vợ của thần chiến tranh Set, kẻ đối đầu với thần Osiris. Vậy tại sao nữ thần Nephthys lại phản bội chồng để giúp Osiris hồi sinh? Thực ra việc này có liên quan đến một vị thần khác có tên là Anubis. Trong thần thoại Ai Cập, Anubis là tử thần, sức giả người chết, có hình dạng đầu sói thân người, thường được vẽ trong các lăng mộ của Pharaoh. Anubis là con riêng của thần Osiris và nữ thần Nephthys. Nữ thần Nephthys yêu anh trai Osiris và hai người đã vụng trộm với nhau. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà thần Set giết chết anh trai ruột của mình. Còn về con trai của họ, thần Anubis sau này trở thành một vị thần trong thế giới người chết có nhiệm vụ bảo vệ linh hồn người chết. Người Ai Cập sau khi chết đi, Anubis sẽ xuất hiện dẫn đường cho người chết xuống âm phủ, đi qua chính cánh cửa để đến trước mặt vị thần tối cao Osiris để nhận phán xét cuối cùng, và người thực hiện hình phạt hoặc phần thưởng sau phán quyết, cũng chính là Anubis. Thần Anubis sẽ cầm thêm một cán cân chân lý với chiếc lông chim. Nếu như trái tim nhẹ hơn lông chim, linh hồn sẽ được lên thiên đường để chung sống cùng các vị thần. Nếu trái tim nặng hơn, linh hồn sẽ bị đẩy xuống địa ngục, còn trái tim sẽ bị một con quái vật bên cạnh ăn mất. Quay lại Ai Cập, ta biết vị trí của nó nằm ở vùng nhiệt đới nóng ẩm, lông và tóc rất dễ có cháy rận. Những người lễ bái thần linh mà để tóc với lông được coi là bất kính, vì vậy ở Ai Cập dù là nam hay nữ cũng đều cạo đầu, nhổ sạch lông. Phụ nữ Ai Cập hầu hết đều đội tóc giả. Trâu của Pharaoh cũng là giả, chỉ dán lên thôi. Khi ướp xác, tế tư sẽ lau rửa sạch xác rồi bôi nhựa thông lên xác để tránh xác khô bị mất hình dáng. Sau đó bắt đầu làm sạch bên trong cơ thể, tế tư sẽ đội mặt nạ đầu sói giống thần Anubis, dùng dao nhỏ làm từ đá đen rạch mở xác từ bên trái để lấy gan, phổi, dạ dày, ruột ra trước và được đặt riêng vào 4 chiếc lọ được bảo vệ bởi các vị thần khác nhau. Thận và trái tim sẽ giữ lại trong cơ thể, sau đó dùng hỗn hợp rượu và hương liệu rửa sạch lòng ngực rồi nhét hương liệu và bột thuốc rồi may kín lại. Còn một bộ phận rất dễ thối rữa nữa là não, tế tư sẽ dùng dụng cụ chuyên biệt chọc qua đường lỗ mũi, đập vỡ mảng xương nhỏ rồi ngoáy ngoáy vài vòng, sau khi não đã nát ra như xay thì hút từng chút một ra ngoài. Sau đó dùng rượu và hương liệu rửa sạch não bộ. Chỗ não này sẽ không được giữ lại mà được xử lý bỏ đi. Tiếp theo đó là đến ướp xác, tế tư sẽ đem xác đặt vào một loại bột đặc biệt đã được điều chế trước. Loại bột này sẽ hút hết nước trong xác. Chờ đủ 40 ngày, xác ướp đã có hình dạng ban đầu.
Tế Tư lại tiếp tục dùng dầu thơm và hương liệu massage cho xác chết lần nữa, để tránh việc xác bị khô quá bị rạn nứt. Rồi đến bước trang điểm cho đẹp rồi dùng vải trắng cuộn chặt xác chết lại. Sau đó dùng màu vẽ lên con mắt của Horus. Tại vị trí trái tim đặt một miếng bùa hộ thân có hình con bọ hung, biểu tượng của thần mặt trời ra. Trên tấm bùa này có khắc mấy dòng chữ kiểu như là bảo vệ trái tim người chết, không để nó làm hại chủ nhân. Lúc này xác ướp cơ bản đã hoàn thành. Nhưng còn một vấn đề nữa, đó chính là sau khi phán xét xong, người chết hồi sinh quay lại trần thế, bị vải bó chặt như vậy thì làm sao mà thở với ăn uống được. Thế nên sau đó còn một nghi thức nữa, lễ mở miệng. Quá trình diễn ra nghi lễ này chính là mở miệng của xác chết ra thôi, rồi đặt vào đó những đồ họ sẽ ăn sau khi hồi sinh. Như vậy thì sẽ không lo sau khi sống lại bị đói chết. Sau khi hoàn thành ướp xác, coi như linh hồn người chết đã có thể thuận lợi được thần Anubis dẫn vào thế giới người chết. Trên đường sẽ đi qua vô số vùng đất tối tăm hỗn loạn. Lúc này con mắt của thần Horus sẽ phát huy tác dụng giúp linh hồn người chết vượt qua sợ hãi, giúp họ nhìn rõ ảo giác, cám dỗ trên đường đi. Nữ thần bảo hộ Nephthys cũng sẽ bảo vệ cho linh hồn tránh khỏi rắn độc và lửa địa ngục. Dưới sự bảo vệ của những vị thần, linh hồn sẽ đến được nơi cuối cùng, phòng phán xét. Tại đây, linh hồn sẽ bị phán xét bởi 42 tội lỗi. Anubis sẽ móc tim ra đặt lên cân công lý với bên kia là chiếc lông chim. Thần bầu trời Horus sẽ đảm bảo cán cân công bằng. Thần trí tuệ Thor sẽ ghi chép lại những việc tốt linh hồn đã làm. Thông thường linh hồn sẽ có 3 kết quả. Kẻ độc ác nhất sẽ bị phán chết thêm lần nữa. Con quái thú Amit sẽ nuốt chửng tim của kẻ ác. Linh hồn bình thường sẽ được đưa đi phục dịch cho thần Osiris một thời gian, còn những linh hồn lương thiện sẽ có được cuộc sống bất tử. Lúc này xác ướp được hồi sinh, linh hồn và thể xác hòa làm một, trở thành người bất tử. Nếu nhìn vào ghi chép về các nghi lễ, xác ướp chúng ta nhìn thấy trong viện bảo tàng ngày nay chắc toàn là tác phẩm thất bại. Xác ướp thật sự đã hồi sinh cùng với linh hồn lương thiện, còn những linh hồn không thông qua được phán xét chỉ vĩnh viễn nằm đó cho người ta ngắm. Xác ướp không có linh hồn thì không khác gì một vật chết. Còn xác ướp thật sự thành công, có khi lại đang ở ngay bên cạnh bạn. Trong các câu chuyện thần thoại, mỗi vị thần đều có một loại vũ khí đặc biệt hay còn gọi là thần khí, mới có thể tùy ý sử dụng sức mạnh của mình. Vì vậy mỗi một vũ khí sẽ có câu chuyện riêng biệt, thần khí thậm chí còn mang tính đại diện cho vị thần của mình. Lại mượn cô trò chơi để giới thiệu với các bạn những vũ khí nổi tiếng trong thần thoại Ai Cập, bao gồm 7 bảo vật, trò chơi ngàn năm, cán cân ngàn năm, cây gậy ngàn năm, chìa khóa ngàn năm, vòng tròn trí tuệ ngàn năm, vòng cổ ngàn năm, con mắt ngàn năm. Số 1, trò chơi ngàn năm là một hòn đá có hình dạng giống như kim tự tháp. Đây là loại đá được dùng để làm móng kim tự tháp, phía trên có khắc văn tự của thần, chữ Ai Cập cổ. Điểm đặc biệt là loại đá này chính là thiên thạch từ trời rơi xuống, biểu thị sự sùng bái của người Ai Cập với vũ trụ. Số 2, cán cân ngàn năm có hình dạng y hệt với chiếc cân công lý của thần Anubis khi phán xử linh hồn người chết. Nó mang ý nghĩa công lý và tuyệt đối công bằng. Số 3, chìa khóa ngàn năm, được tạo nên dựa vào anh, chìa khóa sự sống, chữ tượng hình có dáng vẻ gần giống một chiếc chìa khóa. Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, hình vẽ các vị thần trên tay thường được vẽ cầm theo một vật có vẻ giống như hình thập tự giá, thực ra nó có tuổi đời lâu hơn thập tự giá. Anh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống của người dân Ai Cập cổ, mang ý nghĩa cuộc sống, tượng trưng cho sự tồn tại thiêng liêng và vĩnh cửu. Nhưng anh dùng để làm gì đến nay vẫn chưa có lời giải, những nhà khảo cổ hiện vẫn chưa tìm được những ghi chép cụ thể hay bằng chứng nói về anh. Có nhà khảo cổ cho rằng anh có hình giống tử cung của phụ nữ, đại diện cho sinh sôi nảy nở, nhưng trong các ghi chép cổ và hình vẽ, anh đều xuất hiện, trở thành một ký hiệu đặc trưng của Ai Cập. Số 4, vòng tròn trí tuệ ngàn năm, có biểu tượng là hình mặt trời của thần Aten, một trong những hiện thân của thần mặt trời ra, có ý nghĩa lúc thần ra sáng tạo thế giới đã triệu hồi và tập hợp tất cả sức mạnh, trí tuệ, năng lượng của vạn vật. Số 5, cây gậy ngàn năm, có hình dạng giống với quyền trượng của Pharaon. Vị Pharaon đầu tiên của Ai Cập, thần Osiris đã cầm trên tay hai cây quyền trượng, móc và néo. Chiếc móc, Heka, có hình móc câu, giống với hình chiếc gậy người chăn cừu hay dùng thời xưa, có ý nghĩa quyền lực và địa vị. Còn một chiếc khác là néo, giống với roi da mang ý nghĩa trừng phạt, biểu tượng cho việc thần có quyền được trừng phạt con người. Số 6, vòng cổ ngàn năm, có hình dáng như tấm bùa hộ thân của người Ai Cập cổ đại. Con mắt khắc trên vòng cổ ngàn năm đại diện cho Horus. Số 7, con mắt ngàn năm, chính là nói về câu chuyện thần chiến tranh xét lấy mất đôi mắt của thần bầu trời Horus. Con mắt ngàn năm chính là mắt của thần Horus. Giới thiệu xong mới thấy 7 thần khí nổi tiếng trong thần thoại Ai Cập thực ra chỉ là vật trang trí, không phải vũ khí chiến đấu như trong các thần thoại khác. Có lẽ vì quan niệm của người Ai Cập, những bảo vật chỉ là để làm bùa hộ thân, nhưng ngoài 7 bảo vật trên, thần thoại Ai Cập còn nhắc đến những vũ khí lợi hại khác. Vật thứ nhất, cuốn sách trí tuệ của thần Thốt hay còn được gọi là Tiên Ngọc Lục Bảo của Thốt. Nhiệm vụ chính của thần trí tuệ Thốt là ghi chép lại tất cả những kiến thức trên thế gian kể từ thời khai thiên lập địa. Cuốn sách này có ghi chép lại rất nhiều bí mật về vũ trụ của chúng ta. Thậm chí còn có tên thật của thần Ra và các vị thần khác nữa. Bất kể là ai, chỉ cần có quyển sách này sẽ có thể điều khiển được mọi sức mạnh của thế giới. Nhưng lạ ở chỗ, không có vị thần nào biết cuốn sách được cất giấu ở đâu ngoài thần Thốt. Vật thứ hai là chiếc chìa khóa anh của nữ thần pháp thuật Isis.
Chiếc chìa khóa này có thể hồi sinh người chết. Thần Osiris chính là vật thí nghiệm đầu tiên thành công. Vật thứ ba là con mắt của thần rắn, chính là con rắn được tạo ra từ nước bọt của thần Ra và khiến ông bị thương. Nhờ vậy, Isis mới có được tên thật của thần mặt trời Ra. Cũng có thể nói rằng con rắn này chính là một lỗ hổng trong thần thoại Ai Cập. Nhờ lỗ hổng này dễ dàng có được sức mạnh nguyên thủy của vũ trụ, nên nó mới được coi là một loại vũ khí mạnh nhất. Vật thứ 4, chiếc lông công lý. Đây là chiếc lông lấy từ cánh của nữ thần chính nghĩa và trật tự Ma. Trên chiếc lông có khắc tên thật của nữ thần Ma, chính là mạng sống của bà. Nữ thần Ma được thần mặt trời Ra tạo nên khi tạo ra thế giới. Sau khi nữ thần được sinh ra, thế giới mới có trật tự, vì vậy bà cũng là một trong số những vị thần cổ đầu tiên. Sau khi tạo ra thế giới, Mark luôn sống ở thế giới người chết. Khi diễn ra cuộc phán xét, Mark sẽ phân làm hai và đứng ở hai bên cán cân công lý. Vật cuối cùng, vua bọ cạp. Nếu các bạn đã từng xem series phim Xác ướp Ai Cập, trong phần 2 có nhắc đến chiếc vòng tay của vua bọ cạp. Chỉ cần đeo nó vào là có thể triệu hồi vua bọ cạp hồi sinh. Người nào đánh bại được vua bọ cạp sẽ có được sức mạnh điều khiển đội quân Anubis từ thế giới người chết. Nhưng đó là câu chuyện được xây dựng trong phim. Còn câu chuyện trong thần thoại Ai Cập nói đến 7 con bò cạp của thần Sekhet, nữ thần bọ cạp của Ai Cập cổ đại. Năm đó khi nữ thần pháp thuật Isis đang mang thai thần Horus bỏ trốn khỏi sự truy sát của thần chiến tranh Set. Nữ thần Sekhet đã cho 7 con bọ cạp đi theo để bảo vệ cho Isis, giúp bà bình an sinh ra thần Horus. Vì vậy, vũ khí này có thể nói mang tính bảo vệ hơn là chiến đấu. Thần thoại Ai Cập được ghi chép lại đến cả nghìn năm nên những gì còn sót lại rất ít, chính vì vậy càng khiến cho những gì liên quan đến Ai Cập đều rất thần bí, chưa có lời giải đáp. Theo dòng lịch sử phát triển của nhân loại, thần thoại cũng được những đời sau thêm thắt nhiều câu chuyện khác. Trong những câu chuyện đó, những vị thần có sức mạnh tối cao sẽ được coi là những vị thần chủ đạo, còn những vị thần khác thường được coi là một nhóm những vị thần nhỏ, hỗ trợ cho nhóm vị thần tối cao. Ai Cập cổ đại thủ khai sinh đi lên từ bộ lạc, chính chiến mở rộng lãnh thổ nhiều năm mới thống nhất được vùng đất trù phú, xây dựng nền văn hóa phát triển rực rỡ. Những câu chuyện đó cũng được ghi chép lại vào trong thần thoại. Chúng ta đã tìm hiểu về nhóm chính vị thần tối cao khai sinh ra thế giới và tiếp theo sẽ tìm hiểu những vị thần nhỏ khác cũng không kém phần quan trọng trong hệ thống thần thánh của Ai Cập. Theo thần thoại Ai Cập, thủ tạo dựng nên thế giới còn có một vị nữ thần khác. Theo những ghi chép lẻ tẻ được tìm thấy, vị này có thể chính là vị thần sinh ra thần mặt trời Ra và rắn quỷ khổng lồ Apep. Theo truyền thuyết, khi thế giới vẫn chìm trong cơn đại hồng thủy, nữ thần này đã tồn tại ở đó. Còn về việc bà xuất hiện như thế nào, lúc nào và ở đâu thì chính thần Ra cũng không biết. Bởi vì trước khi thần Ra xuất hiện, thế giới chưa có khái niệm về thời gian. Khi thần Ra xuất hiện, nữ thần này đã nhìn thấu tất cả. Có thể nói bà chứng kiến toàn bộ quá trình kiến tạo thế giới từ lúc bắt đầu tới khi có trật tự. Khi nhìn thấy con người đầu tiên được tạo ra, bà cảm thấy rất thú vị. Bà tạo ra sự tạo noãn để các vị thần và con người có thể sinh con đẻ cái. Đồng thời còn phát minh ra kỹ thuật dệt vải. Nữ thần này thường xuất hiện trên các bức vẽ dệt vải lễ, chính là lớp vải trắng bọc quanh xác ướp để bảo vệ cho linh hồn người chết. Trên đường đến thế giới người chết, nếu linh hồn bị lạc trong bóng đêm hoặc bị chìm vào sông chết, nữ thần này có thể lần theo sợi chỉ trên vải tế tìm được linh hồn bị lạc lối. Theo thời gian, sợi chỉ này dần biến thành sợi dây sinh mệnh, lúc này nữ thần này mới chính thức trở thành nữ thần vận mệnh và dệt vải. Chỉ có nữ thần này mới nhìn được sợi dây vận mệnh của các vị thần và con người. Về sau, nữ thần này nhận ra rằng sợi dây vận mệnh của con người quá mỏng manh yếu đuối, còn của những vị thần thì mạnh mẽ chắc chắn. Các vị thần có thể dễ dàng khống chế và thay đổi vận mệnh của con người, nên bà đã tạo thêm nhiều hạn chế để khống chế sự tàn bạo của những vị thần. Sau khi thần bầu trời Horus sinh ra thì kéo dài cuộc chiến gần 100 năm giữa Horus và Set. Sức mạnh của hai vị thần này khiến những vị thần khác đều sợ hãi, nên họ đã đến hỏi thần này. Bà biết rằng Set và Horus nếu một trong hai chết đi sẽ làm mất sự cân bằng của thế giới, khiến nó lại rơi vào thời kỳ rối loạn và tăm tối, nên bà đã tiên đoán rằng hai người sẽ không chết. Kết quả sau khi Horus đánh bại Set mới phát hiện ra cho dù làm cách nào cũng không thể giết được ông. Mặc dù Horus rất tức giận nhưng cũng không thể trái ý của nữ thần này. Horus chỉ đành cắt đứt bộ phận sinh dục của Set để trả thù. Nếu nói thần Ra sau khi tạo ra thế giới thì công việc của ông sau đó chỉ là tiếp tục bảo vệ để nó không bị hủy diệt, thì nữ thần này có thể coi là bảo vệ luật nhân quả, tránh thế giới rơi vào hỗn loạn. Có thể bà đã từng sống qua rất nhiều đời những vị thần sáng tạo thế giới do thần Ra tạo nên có thể chỉ là một trong số đó mà thôi. Vị thần thứ hai, thần Mekhet, vị thần mang tạo hình dị nhất Ai Cập. Mình không tìm được nhiều thông tin về vị thần này. Ông có tạo hình như con ma rẻ tiền Diệp Tha Lao, được mô tả là có khả năng bắn ra tia sáng từ mắt quét sạch sự sống bốn phía. Trong miệng có lửa và thậm chí có thể ra lệnh cho thần sông Minh Hapi. Ông là một tử thần trực thuộc quản lý của thần Osiris. Vị thần thứ ba là thần cá sấu Sobek, vị thần bảo trợ cho quân đội và các pharaoh. Có ghi chép ông là con của thần chiến tranh Set và nữ thần này. Dù là vị thần nhỏ nhưng sức mạnh của ông lại rất lớn và là vị thần lưỡng tính, vừa là nam, vừa là nữ. Sobek nắm giữ sức mạnh của bốn nguyên tố, lửa của thần Ra, gió của thần Su, đất của thần Geb, nước của thần Osiris, nên ông có sức mạnh gấp 4 lần các vị thần khác.
Trong cuốn sách Người chết của Ai Cập, Sobek đã bảo vệ Horus từ khi mới sinh đến lúc trưởng thành và giúp đỡ nữ thần pháp thuật Isis và nữ thần Ney chống lại Seth, giúp đỡ cho Horus trở thành pharaoh đời thứ hai. Vị thần thứ 4 là nữ thần Wotekwa, mẹ của các bà mẹ, bảo vệ cho những phụ nữ mang thai và gia đình. Bà được mô tả với hình dáng đầu hà mã, đuôi cá sấu, chân sư tử, bụng to giống như phụ nữ sắp sinh. Dù vẻ ngoài xấu xí kỳ dị nhưng bà lại là một vị thần nhân hậu bảo vệ cho phụ nữ và trẻ con, được người Ai Cập cổ đại vô cùng tôn sùng. Số 5 là thần Bét, vị thần lùn trong tôn giáo Ai Cập cổ đại. Bét là một vị thần có dáng vẻ hài hước. Ông được mô tả là một người đàn ông lùn, râu ria xồm xoàm, có cánh và đuôi. Ông vừa là thần chiến tranh, bảo trợ các pharaoh ra trận, vừa là thần sinh đẻ, tình dục và có liên quan đến âm nhạc và vũ hội. Những nơi thần Bét xuất hiện đều tràn ngập âm nhạc và tiếng cười. Mặc dù là vị thần tưởng như rất vui vẻ, nhưng đừng xem thường sức mạnh của ông. Nếu như có kẻ độc ác muốn phá hoại gia đình, thần Bét sẽ xuất hiện với hình dạng kinh dị để dọa đuổi hắn đi. Đặc biệt khi thần Bét dùng phép, hình dạng sẽ càng sợ hãi hơn. Số 6 là nữ thần bọ cạp Sekhet, xuất hiện dưới dạng một người phụ nữ đội vương miệng bò cạp trên đầu. Bà có thể bảo vệ con người khỏi rắn độc và bọ cạp, chữa lành các vết thương do chúng gây ra, nhưng cũng có thể sai khiến chúng trừng phạt những ai dám mạo phạm bà. Vũ khí của bà là 7 con bò cạp cực độc đã được kể trong những phần trước. Nữ thần Sekhet còn có một nhiệm vụ khác, đó là bảo vệ những vị thần khác không bị rắn quỷ khổng lồ Apep làm hại. Số 7, nữ thần rắn Netrescher, thường xuất hiện với mình người đầu rắn hoặc đeo trang sức đầu rắn trên đầu. Nghe tên thì sợ nhưng thần rắn lại rất hiền lành. Bà chịu trách nhiệm bảo vệ các lăng mộ hoàng gia và chỉ trừng phạt những kẻ xấu có ý đồ trộm mộ. Như vậy là mình đã giải thích về hệ thống thần linh cơ bản trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ, gồm có 9 vị thần tối cao và 7 vị thần nhỏ hỗ trợ, cùng những câu chuyện nổi bật thường được nhắc đến trong thần thoại Ai Cập. Nhưng còn rất nhiều câu chuyện nếu bạn thích có thể tìm đọc thêm, nhưng cơ bản bạn chỉ cần nhớ được những gì mình kể đã rõ ràng lắm rồi. Muốn xem tiếp các câu chuyện thần thoại, bí ẩn trên khắp thế giới và về vũ trụ này, hãy theo dõi Hang Thời Gian luôn nhé.